Mercedes-Benz chính thức trình làng các bản nâng cấp của Class năm 2019 vào tháng 2 vừa qua. Trong đó, phiên bản Mercedes-Benz C300 AMG được nhận xét là đã trở thành một mẫu xe thể thao thực thụ với nhiều cải tiến mới. Vào năm 2019, Mercedes-Benz tiếp tục trình làng bản nâng cấp của dòng sedan này. Trong đó, Mercedes-Benz C300 AMG là phiên bản được rất nhiều người quan tâm. Bên cạnh những sự nâng cấp về thiết kế, tiện nghi, phần động cơ cải tiến được đánh giá là đã góp phần giúp Mercedes-Benz C300 AMG trở thành một mẫu xe đua thật thụ so với hai phiên bản Mercedes-Benz C200 và Mercedes-Benz C200 Exclusive. Mercedes-Benz C300 AMG có vẻ ngoài mạnh mẽ hơn đến từ gói ngoại thất thể thao AMG với thiết kế mới, kết hợp với đó là mâm xe thể thao AMG 18 inch đa chấu hiện đại. Đồng thời, các đường dập nổi trên thân xe càng giúp cho tổng thể Mercedes-Benz C300 AMG thêm phần cuốn hút. Điểm nâng cấp ngoại thất nổi bật nhất trên Mercedes-Benz C300 AMG chính là nằm ở cụm đèn trước. Theo đó, hãng đã trang bị công nghệ Vanity Beam LED với tầm chiếu xa lên đến 650m và đèn LED ban ngày. Công nghệ chiếu sáng thế hệ mới này không chỉ giúp nâng tầm quan sát của người lái khi di chuyển trong trời tối, mà còn tránh được tình trạng gây chói mắt phương tiện di chuyển ở chiều ngược lại. Danh sách 4 màu ngoại thất sành điệu của Mercedes-Benz C300 AMG 2019: trắng Polar, đen Offside Neon, xanh Carbonside, đỏ Hai Acin. Nội thất của các sản phẩm Mercedes-Benz chưa bao giờ khiến khách hàng phải thất vọng. Với Mercedes-Benz C300 AMG, chất liệu da cao cấp cùng hai tùy chọn màu nội thất, đen hoặc nâu sát đồ sẽ mang đến cảm giác sang trọng, đẳng cấp ngay khi bước vào khoang xe. Đặc biệt, hệ thống đèn viền nội thất được nâng lên thành 64 màu giúp cho người dùng dễ dàng có được không gian nội thất thoải mái nhất. Ngoài nội thất ốp gỗ Andreas Oaken 4 màu xám và bảng đồng hồ dạng kỹ thuật số với màn hình 12.3 inch, tay lái thể thao 3 chấu bọc da Nappa mới cũng là điểm thay đổi đáng chú ý bên trong xe, nhằm giúp người dùng không bị sao nhãng trong quá trình lái xe. Hãng đã tích hợp 2 nút điều khiển cảm ứng trên tay lái, Torque Control Buttons, tính năng ga tự động, Cruise Control, và giới hạn tốc độ, Speedtronic, lên tay lái. Mercedes-Benz luôn được đánh giá cao về các công nghệ an toàn. Các công nghệ nổi bật trên Mercedes-Benz C300 AMG bao gồm: hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động, chức năng cảnh báo mất tập trung, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS, chống trượt khi tăng tốc ASR, ổn định thân xe điện tử ESP, hệ thống ổn định khi vào cua, hệ thống phanh với chức năng hỗ trợ dừng xe và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Hiện tại, Mercedes-Benz C300 AMG được niêm yết giá ở mức 1.949.000.000. Khách hàng có thể tùy chọn trả thẳng 100% giá trị xe hoặc trả trước 20%, số tiền còn lại trả góp với lãi suất ưu đãi chỉ 10,5% một năm. Liên hệ ngay với Mercedes-Benz để được tư vấn thêm về sản phẩm, dịch vụ và các ưu đãi. Hotline 1-093-170-8668. Hotline 2-083-618-9292.